À, xin chào anh em, mình đang đứng tại gian hàng của Toto tại CES 2020 và trước mặt anh em đây là một cái chiếc bồn cầu có giá lên tới là 10.000 đô và nó có gì đặc biệt thì sau đây ha. Sở dĩ thì mình rất là ấn tượng đối với cái bồn cầu của Toto này, có tên là Neores NX. Thì đây là thế hệ mới nhất và cũng là đắt nhất của cái dòng Neores của Toto. Thì cái bồn cầu này nó sẽ mang lại cái cảm giác thoải mái nhất khi mà anh em đi trút cái nỗi buồn, cũng như là có rất nhiều tính năng để mà thay thế mỗi cây xịt đích đó. Thì về cơ bản chúng ta vẫn có một cái bồn cầu cỡ lớn với cái phần nắp, tất cả mọi thứ đều được làm tự động. Phần đệm này thì nó cũng có tích hợp cái tính năng sưởi và chúng ta có thể chỉnh được cái nhiệt độ thông qua cái remote này đó. Cái phần nắp cũng tự động đóng mở luôn và nó có đèn để mà cho chúng ta biết được là cái vị trí của bồn cầu trong ban đêm, không cần phải mở đèn của toilet lên, và cũng như là hạn chế cái chuyện chúng ta chạm tay vào bồn cầu, bởi vì bồn cầu là một nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái remote độc đáo của cái bồn cầu Neores NX này, chủ yếu là về những cái tính năng mà để làm vệ sinh sau khi mà đi nặng xong. Thì tất cả những cái tinh hoa của cái bồn cầu này nó nằm trên cái remote này. Thì ở mặt sau chúng ta sẽ có một cái màn hình cho chúng ta biết được là về cái nhiệt độ, cũng như là cho phép ta chỉnh nhiệt độ của cái phần đệm cầu để ngồi, hay là cái phần nước để mà xịt vào, hay là cái phần không khí để mà làm khô mông, khô đít đó. Chỉnh rất đơn giản như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần phía trước. Đây là tất cả những gì tinh túy nhất của cái bồn cầu Neores NX này. Trên cái remote này nó cho chúng ta biết được những cái bước cần phải làm khi mà chúng ta đi giải quyết cái nỗi buồn. Thì đầu tiên là dừng nước, chúng ta sẽ có hai cái nút đi nặng và đi nhẹ. Đây đi nhẹ nè, đây đi nặng nè. Đó. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ bấm cái cây xịt đích ra. Ở cái chế độ này thì nó sẽ dành cho tất cả mọi người, đàn ông hay phụ nữ đều dùng được. Sự độc đáo trên cái bồn cầu này đó là cái cây xịt đích nó có thể điều chỉnh được và nó sẽ tương ứng với lại cái người sử dụng nó luôn. Đó, và cũng như là hỗ trợ nhiều cái chế độ mà cái luồng nước nó xịt ra, chẳng hạn là tập trung hay là tỏa. Và cái chế độ này thì dành cho phụ nữ. Đó, rất là hay. Thì cái cây xịt đích nó sẽ thọt ra dài hơn tí xíu. Đó, và nó nằm lùi xuống dưới tí xíu để đảm bảo là cái vùng kính của phụ nữ nó vốn nó rất là nhạy cảm thì nó sẽ được chăm sóc tốt hơn, không có bị quá mạnh, kính tia nước nó quá mạnh nó gây tổn hại. Đó, và đây là chế độ xịt ra theo cái kiểu dạng một cái chùm. Đó, rất là nhẹ. Đó, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể chỉnh cho nó đi tới đi lui như thế này để mà đảm bảo là toàn bộ cái phần mông của chúng ta được làm sạch. Và sau khi mà đã làm sạch xong thì chúng ta sẽ cần phải hong khô. Thì ở đây sẽ có một cái cửa. Đó, anh em thấy là bên cạnh cái cửa dành cho cái cây xịt đích á, thì chúng ta sẽ có một cái cửa mở ra và nó thổi một cái luồng khí chạy xung quanh cái bồn này. Rất là mát luôn, mình đứng đây mình vẫn cảm thấy cái luồng khí rất là mạnh. Đó, chúng ta có thể chỉnh được tốc độ. Đó, độ mạnh nhẹ của cái luồng khí này. Và dĩ nhiên là cái nhiệt độ, tức là luồng khí ấm hay lạnh cũng có thể chỉnh được luôn. Còn hai cái nút mà có cái dấu mũi tên lên xuống này là cho phép chúng ta chủ động chỉnh cái vị trí của các cái luồng nước. Đó. Và cuối cùng là hai cái nút có hình hai con người, thì ở đây có số 1, số 2, đây chính là hai cái nút để chúng ta có thể thiết lập cho từng người, như là vợ là số 1, chồng là số 2. Đó, thì thành ra là mỗi người khi mà chúng ta sử dụng cái toilet này, chúng ta chỉ việc nhấn một nút và nó sẽ tự động nó thực hiện toàn bộ những cái thiết lập chúng ta mong muốn. Và cuối cùng là một nút để đóng cái nắp lại, nhưng mà cái bồn này đã được thiết lập để không đóng nắp được, thành ra là mình không đóng cho anh em xem được. Toàn bộ những tính năng hay nhất nó đều nằm trên một cái remote đơn giản thế này thôi. Và như vậy là mình đã giới thiệu nhanh cho anh em về cái bồn cầu Neores NX của Toto. Đây là cái dòng bồn cầu có thể nói là gần như là đắt nhất của Toto hiện tại, có mức giá lên tới 10.000 đô. Mình nghĩ là cái bồn cầu dành cho đại gia thôi, nhưng mà nếu mà anh em có tiền thì mình nghĩ là đây là một những cái thứ mà rất là đáng để sắm ở trong nhà, bởi vì nó là cái nơi mà chúng ta sẽ giải quyết rất là nhiều chuyện và thậm chí rất nhiều ý tưởng sáng tạo phát sinh từ đây. Rồi, cảm ơn anh em.